Đến đầu năm 2024, huyện Khoái Châu đã có 6 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, có 15 trên 24 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu chung của xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là đời sống vật chất tinh thần của người dân được cao hơn, song mỗi xã đều có điểm nhấn riêng. Ngay sau khi được công nhận nông thôn mới nâng cao, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu bắt tay vào để hoàn thiện tiêu chí 13 là tổ chức sản xuất. Đây được xem là nền tảng về thu nhập, phát triển kinh tế và tỷ lệ hộ nghèo. Do đó, địa phương đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với thực hiện chương trình OCOP và phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Từ đó, các mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, mở rộng ngành nghề mới, khôi phục nghề truyền thống đã mang lại giá trị kinh tế cao, như mô hình nuôi gà, trồng quất cảnh. Đông Tảo là một trong những xã có vùng diện tích cây ăn quả tương đối lớn. Chúng tôi năm nay cũng xây dựng một mô hình 10 hecta bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại khu vực thôn Đông Tảo Nam. Toàn bộ diện tích khoảng 50 hecta bưởi của chúng tôi thì đủ điều kiện để cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu. Đối với cả làng nghề quất cảnh thì chúng tôi tiếp tục xây dựng các cái mô hình cái đầu không rác thải rồi thành lập các cái làng nghề. Trong xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò quan trọng, vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực cho sự phát triển. Để hoàn thiện tiêu chí số 6 về văn hóa, năm qua, xã Đông Kết đã chú trọng gắn xây dựng nông thôn mới với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, qua đó phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mục tiêu hướng đến là xây dựng địa phương vững về chính trị, mạnh về kinh tế, đẹp về lối sống văn hóa, tương xứng với vị thế là một trong những điểm đến văn hóa du lịch đặc sắc quê hương. Quý vị bà con cùng thưởng thức. Chúng tôi cũng đã là tuyên truyền đối với vận động nhân dân là tích cực, chủ động để hoàn thiện một số các cái tiêu chí để làm sao là cùng đối với xã Đông Kết là về đích là nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Môi trường nông thôn về đường làng ngõ xóm, chúng tôi là hàng tuần là duy trì các cái tổ là tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh môi trường để đảm bảo là môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, huyện Khoái Châu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 23 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu bắt tay vào để hoàn thiện tiêu chí số 13 là tổ chức sản xuất.